Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với chương trình Hồ sơ vụ án của Báo Thanh Hóa. Chắc hẳn quý vị đã quen thuộc với những bản tin thời sự nóng hổi được cập nhật liên tục trên kênh của chúng tôi. Tuy nhiên, Báo Thanh Hóa còn mang đến cho quý vị một chương trình đặc biệt hơn, nơi vén màn bí ẩn đằng sau những vụ án ly kỳ, gay cấn và đầy kịch tính. Hồ sơ vụ án là hành trình khám phá những góc khuất của xã hội, nơi những cuộc đấu trí căng thẳng giữa thiện và ác diễn ra. Mỗi vụ án là một câu chuyện, là bài học cảnh giác để phòng tránh tội phạm và là lời ca ngợi cho những chiến công vang dội của lực lượng công an nhân dân. Ngay sau đây, mời quý vị đến với vụ án bí ẩn sẽ được hé lộ trong chương trình ngày hôm nay. Khoảng 18 giờ ngày 10 tháng 8 năm 2014, Trần Văn Điểm, 28 tuổi, quê ở Hải Dương, đến vòng xoay Lê Quang Sung, Phạm Đình Hồ, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh chơi. Khi anh Trần Minh Phước, 23 tuổi, đang phát cơm từ thiện tại vòng xoay nói trên thì Điểm đến xin cơm. Anh Phước đã phát cho người này một hộp. Một lát sau, thanh niên này quay lại xin tiếp 3 hộp cơm nữa, nhưng anh Phước từ chối vì lý do vì mỗi người chỉ được phát một. Nếu phát cho Điểm thêm 3 hộp nữa thì những người nghèo khổ khác không có cơm ăn. Tức mình vì bị từ chối, Điểm văng tục chửi anh Phước. Trong lúc cự cãi, Điểm rút con dao Thái Lan giấu sẵn trong người, đâm vào cổ người đàn ông 23 tuổi rồi bỏ trốn. Bị nạn nhân đuổi theo, Điểm tiếp tục dùng dao đâm tới tấp vào người Phước. Nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Gây án xong, nghi can bắt xe ra Đồng Nai rồi đi nhờ xe container ra Bắc. Sau khi ra tay tước đoạt mạng sống của Trần Minh Phước, Điểm đón xe ôm về nhà một người quen mượn tiền trả rồi bỏ trốn. Trong lúc công an thành phố Hồ Chí Minh đang phát lệnh truy tìm Điểm để điều tra về hành vi giết người, thì ngày 21 tháng 8 năm 2014, Điểm đến Đồng Nai xin đi nhờ một xe container ra đến Bình Định thì xin vào làm việc trong một đoàn lô tô mây xanh. Tại đoàn lô tô, Điểm quen một người phụ nữ và kể cho người này việc mình đã giết người. Điểm rủ người này tham gia cùng mình đi giết người bằng thủ đoạn để người này giả làm gái mại dâm đón khách, sau đó Điểm sẽ ra tay sát hại khách để cướp tài sản. Người phụ nữ này đã không đồng ý với việc làm của Điểm. Trong lúc nói chuyện với người phụ nữ này, Điểm cho biết còn muốn giết một người khác trong đoàn lô tô vì thái độ nói chuyện xốc láo. Ở đoàn lô tô vài ngày, làm không ra tiền, Điểm tiếp tục hành trình ra Quảng Ngãi gặp Phạm Văn Nghĩa của người ở đoàn lô tô để tìm việc mới. Đêm 24 tháng 8 năm 2014, được giới thiệu đến gặp anh Phạm Văn Nghĩa, chủ quán bar tại Quảng Ngãi. Ngay lần gặp đầu tiên, kẻ khát máu đã nảy sinh ý định sẽ giết Nghĩa, cướp xe máy và tài sản. Tuy nhiên, chiều hôm đó, anh Lê Minh Hiệp, bạn của Nghĩa đến chơi, gặp Điểm nên bắt chuyện làm quen. Thấy người đàn ông đồng tính này đi xe tay ga đắt tiền, hắn chuyển mục tiêu. Để thực hiện ý định, Điểm nói lần đầu đến Quảng Ngãi và muốn nhờ anh Hiệp chở đi dạo. Cả hai đến khu vực bờ kè sông Trà Khúc, hắn bảo Hiệp tìm nơi vắng vẻ để quan hệ. Trong lúc xe chạy xuống bãi sông Trà Khúc, Điểm ngồi sau rút con dao từ túi sách nhét vào lưng quần. Khi Hiệp dừng xe, hắn giả vờ để rơi mũ bảo hiểm rồi túm tóc người bạn mới quen, đâm hơn chục nhát khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Giết nạn nhân xong, Điểm lấy xe, giấy tờ và 500.000 đồng của anh Hiệp. Hung thủ chạy lên Tây Nguyên lần trốn. Sau một đêm ngủ trọ ở Đắk Lắk, Điểm xuống thành phố Pleiku, Gia Lai, xưng là Lê Minh Hiệp để bán xe vừa cướp được cho tiệm cầm đồ lấy 15 triệu đồng. Sau khi giết anh Hiệp, Điểm đến Gia Lai để tìm mua súng để làm hung khí gây án cướp tiệm vàng nhưng không có. Sau đó, Điểm lại đón xe ra thành phố Hải Phòng. Biết đang bị truy nã, Điểm đón xe ra Hải Phòng lần trốn. Tại đây, Điểm được giới thiệu gặp ông Phạm Văn Can, 67 tuổi, là nghệ nhân nấu ăn. Nghĩ ông Can có nhiều tiền, Điểm nảy sinh ý định giết người và cướp tài sản. Đêm 14 tháng 9 năm 2018, Điểm gọi điện thoại cho ông Can, nói muốn đến nhà ông Can ngủ và hứa sẽ chiều người đàn ông đồng tính này thì ông Can đồng ý. Điểm mang ba lô, bên trong có con dao đến nhà ông Can. Vào phòng ngủ, Điểm lấy con dao để dưới gối nằm. Đợi đêm khuya, khi ông Can ngủ, Điểm lấy dao ra đâm nạn nhân liên tiếp cho đến chết. Điểm lấy của nạn nhân một chiếc điện thoại, một xe máy trị giá 8 triệu đồng rồi tiếp tục bỏ trốn. Sau đó, Điểm đón xe vào thành phố Hồ Chí Minh rồi đi xuống thành phố Vũng Tàu mua một bộ dụng cụ rác hơi để hành nghề. Trong thời gian ở thành phố Vũng Tàu, Điểm lang thang khắp nơi mà không có chỗ ở cố định. Điểm đến các khách sạn ở bãi sau thành phố Vũng Tàu xin bảo vệ cho tắm nhờ hàng ngày. Khoảng 19 giờ ngày 14 tháng 12 năm 2018, Điểm gặp và làm quen với anh Nguyễn Hoàng Ngân ở quán cà phê khu vực bãi sau. Thấy trên người anh Ngân có đeo nhiều tài sản quý, Điểm nảy sinh ý định giết người cướp tài sản. Khoảng 22 giờ cùng ngày, Điểm đến nhà anh Ngân tại số 140 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh để đấm bóp cho anh Ngân. Khi anh Ngân nằm úp xuống giường cho Điểm đấm bóp, Điểm lấy con dao trong túi đồ nghề đâm liên tiếp vào nạn nhân.
anh Ngân rơi xuống giường liền bị Điểm nhảy xuống đâm tiếp cho đến lúc nạn nhân không còn động đậy nữa. Áo quần dính máu, Điểm cởi quần áo ra rồi vào nhà vệ sinh rửa cho sạch máu trên người. Điểm đi vào các phòng để lục tìm tài sản nhưng không thấy. Bực tức vì không tìm thấy tài sản, Điểm cầm dao tới đâm vào thi thể anh Ngân thêm vài nhát nữa. Sau đó, Điểm lấy hai điện thoại của anh Ngân và xe máy nạn nhân chạy về hướng thành phố Hồ Chí Minh để trốn. Nhân chứng đặc biệt hé lộ manh mối kẻ giết người hàng loạt. Ngày 15 tháng 12 năm 2014, nhiều người dân xung quanh tiệm cơm chay Âu Lạc ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu bất ngờ khi chứng kiến cảnh ông Nguyễn Hoàng Ngân, chủ quán bị sát hại dã man với nhiều vết đâm sâu trên thân thể. Cạnh thi thể ông Ngân là bộ đồ rách hơi, đồ vật trong cửa tiệm bị xáo trộn. Chiếc xe máy quay của nạn nhân biến mất, chiếc quần dài của nạn nhân đã bị hung thủ lấy đi. Trong phòng tắm xuất hiện một chiếc xe đạp lạ và chiếc quần nam giới dính đầy máu của kẻ gây án. Do thời điểm ông Ngân bị sát hại vào khoảng 24 giờ nên không có nhân chứng nào nhìn thấy hung thủ. Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã huy động hàng chục cảnh sát của PC45 và Công an thành phố Vũng Tàu vào cuộc. Manh mối về hung thủ giết người để lại chỉ là chiếc xe đạp và bộ đồ rách hơi. Lập tức, gần 20 người làm nghề rách hơi dạo ở Vũng Tàu được Công an mời làm việc để tìm manh mối. Tại cơ quan điều tra, một số người đã cung cấp cho các điều tra viên về chi tiết khoảng nửa tháng nay trên địa bàn khu vực khách sạn Thủy Vân đối diện bãi biển cửa sau Vũng Tàu xuất hiện một thanh niên trẻ mới vào nghề massage. Nhận thấy đây có thể là manh mối đầu tiên, các trinh sát tìm đến khu vực khách sạn trên. Tại đây, một thanh niên phụ quán cà phê đã nhận dạng được hung thủ. Anh Nguyễn Văn Hà, nhân viên quán cà phê cho biết, khi công an đến hỏi thông tin về những người rác hơi dạo, tôi chợt nhớ ra tôi thường chơi cờ tướng với một thanh niên rác hơi, nhưng khoảng một tuần nay không thấy bóng dáng anh ta đâu. Anh Hà nói, anh có mối quan hệ với người thanh niên này vì anh ta là khách quen của quán. Hàng ngày, người thanh niên này uống cà phê ở quán từ 9 giờ đến 14 giờ và từ 17 giờ đến 18 giờ. Theo lời nhân chứng này, anh ta không bao giờ quay mặt ra đường cả, cứ đến quán là chọn một góc khuất, quay mặt vào tường rồi gọi tôi đến cùng chơi cờ. Anh ta cũng kín tiếng, chỉ giới thiệu mình tên Hiếu, 27 tuổi, quê Thái Bình. Do cũng không thân thiết lắm nên anh ta nói vậy thì tôi biết vậy. Người này nói thêm, ngày 14 tháng 12 năm 2015, khoảng 9 giờ khi đang ngồi chơi cờ tướng cùng nhau ở quán, thì anh Ngân chủ quán cơm chay Âu Lạc có đến gọi cà phê. Thấy cả bọn đang chơi cờ tướng thì anh Ngân lại gần ngồi cùng cho vui. Hiếu và anh Ngân cũng quen nhau qua những ván cờ đó. Trong cuộc nói chuyện vui vẻ, biết Hiếu làm nghề massage dạo nên anh Ngân mới xin số điện thoại để hôm nào tiện thì ghé tiệm cơm chay xoa bóp giúp anh. Sau khi hết ván cờ thì ai về nhà nấy. Đến khoảng 20 giờ thì Hiếu quay lại quán đưa cho tôi một cái bọc gì đó kêu là giữ hộ để đi đâu đó. Khoảng nửa tiếng sau, anh ta quay lại lấy. Lúc ấy chung điện thoại của Hiếu reo. Qua điện thoại tôi biết được người đang nói chuyện với Hiếu là anh Ngân. Họ hẹn nhau 22 giờ 30 phút sẽ đến tiệm cơm chay để massage. Cũng sau đêm đó, anh Hà không thấy Hiếu xuất hiện nữa. Tuy nhiên, làm cách nào để biết chắc chắn rằng người thanh niên rách hơi dạo chuyên đánh cờ tướng với anh Hà và hung thủ là một? Anh Hà nhớ lại chiếc xe đạp của Hiếu và miêu tả đó là một chiếc xe đạp cũ, chiếc giỏ phía trước xe bị rỉ sét. Nếu đạp nhanh thì lập tức xe sẽ bị tuột xích. Vì trước kia anh Hà từng vài lần mượn xe đạp của Hiếu để đi mua đồ ăn nên anh nhớ rất rõ. Để nhận dạng, các trinh sát đã chở anh Hà về đội điều tra. Chiếc xe đã được Hiếu bỏ lại tại nhà anh Ngân. Khi nhìn thấy chiếc xe, anh Hà cho biết chính xác đó là chiếc xe của Hiếu. Như vậy, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sự quyết liệt đến cùng và sự giúp đỡ của người dân, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã xác định được Trần Quang Hiếu chính là hung thủ. Đến 5 ngày sau, ngày 20 tháng 12 năm 2014, cảnh sát phát hiện Điểm tại một phòng trọ tại khu phố 4, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cùng một người đồng tính. Một cán bộ điều tra phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, nếu không bắt được Điểm thì Điểm sẽ còn thực hiện hàng loạt vụ giết người và cướp tài sản nữa. Án tử cho tên sát thủ giết người hàng loạt. Tại phiên tòa sáng ngày 17 tháng 12 năm 2015, Viện Kiểm sát đề nghị tử hình bị cáo Trần Văn Điểm, 28 tuổi, quê Hải Dương. Đại diện Viện Kiểm sát lập luận, hành vi giết người của bị cáo là man dợ tội ác, hành động của bị cáo không còn tính người, vô cùng nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự nên đề nghị tuyên phạt bị cáo Trần Văn Điểm mức án tử hình cho hai hành vi giết người và cướp tài sản. Tử hình cho tội giết người, 6 năm tù cho tội cướp tài sản, tổng hai hình phạt cao nhất là tử hình.